Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về nhân tướng học, xem tướng mũi to, vì sao mũi to không lo chết đói. Xem tướng mũi to, từ xa xưa ông bà ta đã có quan niệm mũi to không lo chết đói. Điều đó chứng tỏ những người có tướng mũi to thường có cuộc sống tốt, tiền tài sáng lạn. Trong nhân tướng học, mũi còn được gọi là thẩm biện quan, đại diện cho thái độ, đối nhân xử thế cũng như cho con đường tài vận của một người. Vậy bạn có biết mũi to như thế nào và người sở hữu mũi to có số mệnh ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. 1. Thế nào là tướng mũi to? Mũi to còn được gọi là mũi sư tử, là tướng mũi rộng lớn, đầu mũi và hai cái mũi to hơn những mũi bình thường và to hơn hẳn so với những bộ phận khác. Xem tướng khuôn mặt, đây là tướng mũi dày và khá đầy đặn. Phần trong mũi đặc biệt phát triển tròn trịa, cánh mũi nảy nở, phân biệt rất rõ so với thân mũi và lỗ mũi. Trong đó lỗ mũi thường lớn nhưng không lộ, nhìn thẳng toàn bộ mũi sẽ phát triển về bề ngang ở khu vực phía dưới. 2. Tính cách của người sở hữu tướng mũi to. 1. Ưu điểm. Xem tướng mũi, những chiếc mũi to thường là của những người tốt bụng, bao dung, luôn được quý nhân phù trợ, mọi người giúp đỡ khi hoạn nạn khó khăn. Đa số người mũi to thường có tính cách rộng rãi, hào phóng. Đây cũng là những người rất giỏi tiết kiệm, vì thế mà đã giàu lại càng giàu thêm. Những người sở hữu nét tướng này rất có ý chí trong cuộc sống. Nhờ có tính kiên trì, nhẫn nại nên dù gặp phải khó khăn thì họ cũng sẵn sàng đối mặt, không hề chán nản, lùi bước. Xét về mặt sức khỏe, người sở hữu chiếc mũi to cũng là những người sống trường thọ. Chỉ cần tu nhân tích đức, tích cực làm việc thiện, tuổi thọ sẽ được gia tăng nhiều hơn, phúc đức đề huề như hoa, như ngọc. 2. Nhược điểm. Xem tướng mũi to, bên cạnh ưu điểm, trong một số trường hợp, người có mũi quá to thường lại thiếu tính kiên định trong công việc cũng như trong cuộc sống. Lập trường quan điểm của họ dễ bị lung lay bởi những ảnh hưởng của những người xung quanh. Điều này nhiều khi gây ra những bất lợi cho họ. 3. Xem tướng mũi to, dự đoán vận mệnh, tương lai. Từ xa xưa, ông bà ta đã có quan niệm mũi to không lo chết đói. Điều đó chứng tỏ những người có tướng mũi to thường có cuộc sống tốt, tiền tài sáng lạn. Nhiều người cho rằng tướng mũi to sẽ làm mất thẩm mỹ và cảm giác gương mặt không được đồng đều, cân đối. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là tướng mũi trời ban, sẽ có nhiều may mắn và phúc đức. Những người sở hữu tướng mũi sư tử thông thường rất quyết đoán trong công việc và có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ. Càng lớn tuổi, những người sở hữu tướng mũi này sẽ gặp nhiều may mắn và phước lành. Họ không những được ngưỡng mộ, kính nể mà cuộc sống cũng quyền cao, chức trọng. 1. Tướng mũi to ở đàn ông. Đàn ông mũi to thường là những người phóng khoáng, tuy nhiên biết cách tiết kiệm và giữ tiền tốt, tự tin, nhạy bén, có cuộc sống giàu có, biết nắm bắt cơ hội tốt nên dễ thành công trong công việc. Nam giới sở hữu mũi to thường có số làm quan, đạt được danh vọng, địa vị cao trong xã hội. Họ là những người sống tình nghĩa, có trách nhiệm với cộng đồng, bởi vậy nhận được sự tin tưởng, quý trọng của nhiều người. Sau khi kết hôn, nhờ vào sự giúp đỡ, ủng hộ của vợ con, gia đình, người đàn ông có tướng mũi to càng gặp nhiều may mắn, thuận lợi trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, đàn ông mũi to thường thích làm chủ, đứng trên người khác, ít khi chịu thua kém bất kỳ ai. 2. Tướng mũi to ở phụ nữ. Xem tướng mũi to, phụ nữ sở hữu tướng mũi này được xem là có phúc hậu hơn bao giờ hết. Họ có khả năng quán xuyến, gánh gác mọi trọng trách trong gia đình cũng như xã hội. Chuẩn mẫu người phụ nữ, tài sắc vẹn toàn. Gia đình nào có phụ nữ này trong nhà như được tích phước đức mấy đời. Tướng mũi to được xếp vào loại mũi thành tựu, đó là tướng đại phú đại quý. Phụ nữ có mũi to thường là người cá tính, mạnh mẽ nhưng lại rất cẩn thận. Dù có khó khăn thì họ cũng dễ dàng vượt qua. Tính cách hào phóng nhưng không hề hoang phí. Do đó khi làm ăn lớn thì họ sẽ thành công. Đây là kiểu người được trời phú óc quan sát vô cùng nhạy bén, có thể gây dựng sự nghiệp lớn bằng chính năng lực của mình. Những quý cô sở hữu mũi sư tử thường có trí tuệ hơn người, năng động, hoạt bát và có tài lãnh đạo. Nhờ trí tiến thủ cùng với sự chú tâm trong công việc, bản mệnh có thể làm nên đại nghiệp, thậm chí là giàu có đến tận bậc. Đặc biệt từ sau tuổi 30, kiểu người này rất dễ trở nên công thành danh toại, con cái đề huề, cuộc sống viên mãn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like,
và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.